Hey, cuối cùng thì chúng ta cũng đã xây thành công rồi anh em ơi. À khoan đã, quên mất, mình phải chào mọi người đã. Ok, và hello, xin chào tất cả mọi người nha. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của mình nè. Và mình là Phong Cận TV đây. Và chào mừng anh em đã quay trở lại với một video mini quiz mới của mình nha. Yeah. Ok anh em ơi, thì hôm nay nè, mình đã quay trở lại làm thêm một video mini quiz mới cùng với Hero Team cho anh em xem rồi đây. Và trước khi vào video này, các bạn đừng quên là hãy để cho mình một like nè, một share nè, và nhấn vào nút subscribe đăng ký họ cho kênh YouTube của mình nha mọi người. Và anh em cũng đừng quên là qua bên kênh YouTube của các thành viên của Hero Team để đăng ký họ cho mọi người nữa nha. Còn bây giờ thì chúng ta bắt đầu vào video hay nào mấy bạn ơi. À đây, mấy bạn có thấy cái gì đằng sau lưng mình không? Đây, mình sẽ cho bạn xem nha. Đây, nhìn nè. Xin giới thiệu với mấy bạn, đây chính là một cánh cổng Hello Kitty. Thì đây nè, mình xin giới thiệu với các bạn nha, đây chính là một cánh cổng Hello Kitty. Một cánh cổng có thể dẫn chúng ta đến được thế giới của toàn là con gái thôi bạn ơi. Bọn mình mới vừa sáng chế đó, nghe hấp dẫn không? Và hôm nay mình có rủ Sammy với lại Simmy đi cùng với mình nè, để chúng ta xem coi thế giới con gái là sẽ như thế nào nha. Trời ơi, không biết thế giới này có nhiều bạn nữ sinh không ta. Trời ơi, thật là muốn đến đó quá. Ok, gì vậy, có gì đâu rồi. Ok, mình mất xác rồi, tụi mình không còn tồn tại Sim ơi, mình không phải là con gái nha. Thôi mệt quá, mệt quá, bây giờ từng người vào đi. Anh dịch chui vô trước đi. Anh đang xem demo. Muốn làm gì vậy, em đứng sau vô nè. Rồi ok, Sam đi vào đi. Sim nè, rồi Sam. Rồi ok, tới lượt Phong nha. Ấy, cùng nhau đến với thế giới con gái thế nào, let's go. Hey, chúng ta đã đến được thế giới dành cho con gái. Ta-da. Wow, con gái dữ ta. Ủa, wow. Khoan, mọi người ơi, hình như tôi thấy có gì đó nó hơi sai phải. Đâu, để mình xem coi. Ủa, tính ra cái đó là cánh cổng Hello Kitty là dẫn chúng ta đến với thế giới con gái, mà tại sao nó lại dẫn chúng ta vào cái chỗ nào mà nó toàn màu hồng vậy ta? Ủa, chỗ này là chỗ nào vậy? Ủa? Ai biết. Ôi trời ơi, mọi người ơi, mình đang rất là nghi ngờ luôn nha. Dịch ơi, em thấy chỗ này nó quen nè. Cái chỗ này nó cũng là một căn phòng hình vuông mà có những cái thử thách này. Trời ơi, đừng có nói là chúng ta đã đến với nhà tù màu hồng nha các bạn. Trời ơi trời, nhà tù màu hồng, what the hell. Nhắc mới nhớ, nó không có cái lỗ nào mà nhìn ra ngoài được luôn á. Đúng rồi, trời ơi, cái gì vậy? Ủa, cánh cổng dẫn đến thế giới con gái không chịu dẫn tiền, dẫn đến nhà tù màu hồng làm gì? Thôi, mình không ở đây đâu. Anh đi. Em biết không, cái cánh cổng đấy á, nó ý nó muốn nói gì em biết không? Nó tìm ý nói là nếu mà chúng ta bước vô dính vào bọn con gái là chúng ta sẽ ở trong nhà tù màu hồng. Cái gì ấy? Vô gieo à? Ờ đúng rồi. Là biết sao không Phong? Cái vậy? Cổng đâu mà về? Ông nhìn coi, mất cổng rồi. Ừ ha. Chúng ta đi đến cuối đường là có cổng về thôi, hoặc là gặp em xin tư nào đó. Chết rồi. Đúng rồi, bây giờ không có cái cánh cổng ở đây làm sao mà về được? Thôi toan rồi. Thôi mọi người ơi, bây giờ tôi nghĩ đây nè, bây giờ không về nhà được rồi thì chúng ta cần phải gọi là thoát khỏi cái căn tù màu hồng này thôi, chứ không thôi là chết đó, hiểu không? Ok. Rồi chúng ta bắt đầu trò chơi. Rồi, cầm đất ăn đào tìm đường ra ngoài. Tào lao anh đào đến ngày mai luôn á. Bây giờ bọn mình phải vượt qua thử thách thôi, để em xem coi. Thôi, chỗ này cũng y hệt như chỗ lần trước luôn nè. Chúng ta vẫn phải bắt cua đồ nè mọi người. Qua đây. Trời ơi. Cái gì mà Sam đi té rồi? Cá bập nước đây. Qua đây nhanh lên Sam ơi, qua đây. Sim với Sam nhanh lên. Ok, trời, qua đây. Rồi, qua đây coi có gì nữa nè. Trời ơi, cái căn nhà tù màu hồng này nhìn cũng khá là dễ thương nha. Bởi vì trong đây nè các bạn xem nè, cái này là cục kẹo nè, Sim coi nè, cái này là cục kẹo á. Rồi. Đắng được không? Qua đây ok, đây để em xem coi. Ở đây cái cửa này toàn bằng thép mà lấy đâu chìa khóa để qua được trời. Để em xem coi. Hình như là chìa khóa nằm ở trên đây nè, để em. Mọi người hãy xem em trình diễn trình độ bắt cua của em đây. Hey. Trời ơi, cái gì chứ, mấy cái trò bắt cua này không cần ông Siro luôn, chỉ cần một mình em thôi là em có thể bắt cua được rồi. Rồi xong, mình mới nói xong cái mình té luôn. Cái này người ta gọi là gì ta, ngu mà thích thể hiện. Đúng rồi. Ok rồi, Phong này người ta gọi là chơi ngu các bạn ơi. Rồi xong, Sammy qua trước mình luôn các bạn ơi. Ok rồi, làm thấy khổ à. Để xem coi, trong đây có cái chìa khóa nè, đó hấp dẫn. Ok, bây giờ quay về nha, có chìa khóa rồi, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau quay trở về cái chỗ này. Rồi ok, mở cửa ra nè, bật chìa khóa lên. Rồi vô. Ok, để xem tiếp theo là gì đây. Trời ơi mọi người ơi, sao mà cái căn tù màu hồng này em nhìn để ý là nó có nhiều mấy con dango quá vậy, quá trời dango màu hồng luôn nè. Wow. Mấy con này không phải dango Phong ơi. Phong nhìn kìa, em để ý xem bọn nó chạy vù luôn, dango đâu chạy vậy đâu. Bọn nó còn bốc lửa nữa kìa anh, hình như đây là chính là dango quái vật anh ơi. Thôi toan rồi.
đúng rồi. Ơi, bên kia con dango to đùng luôn cả anh. Rồi, à, chắc là em nghĩ rằng cái này cũng giống như cái map của bà Granny á. Bọn mình phải tiêu diệt hết bọn nó, sau đó lấy được chìa khóa và mở cửa. Em nghĩ là như vậy á. Ok rồi, để em coi trong đây có kiếm đúng không? Ờ đúng nè, có kiếm ấy nè. Rồi mọi người ơi, bây giờ chúng ta cùng nhau tiêu diệt mấy con này thôi. Mấy con này láo, bọn mày dám quýnh Sammy của tao hả? Mày trời. À trời, mày chết nè. Chúng ta giết mấy con nhỏ này trước đi anh em, rồi sau đó chúng ta sẽ giết mấy con lớn sau. À mày hả mày? Dango nè, sẽ xem siêu nhân xanh chém đây. Chém nè, đó, tụi mày quýnh, quýnh wow. Tụi mày cứ quýnh chết anh dịch đi, tao không nói gì hết. Mà tụi mày quýnh chết Sammy là tụi mày chết với tao nha mày. Ây da, rồi xong dịch giết em. Mất dạy. Dịch người lớn mà dịch quýnh em, dịch kỳ quá. Mất dạy gì, nói đúng mà. Ok, để xem coi. Đi cái con cuối cùng này giết nó đi. Đúng rồi, còn con Dango cuối cùng này giết nó. Mày hả mày? Mày anh em, xử tử nó nào. Mày, tao chém mày chết. Mày hả mày? Mày hả Dango? Tao giết mày luôn là đâu, tao đi. Này tao giết mày luôn, dịch vừa nhào vô dịch chết luôn. Mày hả con? Mày hả mày? Rồi, chết đó rồi. Ok. Ồ đứt cái gạt chưa? Lượm được cần gạt rồi nè. Ok rồi, mở cửa ra thôi. Hey. Yeah, lên. Để em coi em bắt cua hai lóc nè. Hey, đó kìa. Rồi Sim leo lên đi Sim. Gì Sim? Sim lùng quá, Sim leo không nổi anh ơi. Chơi cũng học từ Sim. Ok, rồi ok lên được rồi nè. Mở cửa ra, rồi vô thôi. Trời ơi là trời, cái chỗ gì đâu mà nó sâu vậy trời, mọi người coi nè. Sâu ơi là sâu luôn, phải lưu điểm hồi sinh lại mới được. Wow, trời, gì dịch? Dịch nhảy xuống đó làm gì dịch? Chết đi rồi. Không biết bay đâu dịch ơi. Rồi sao cái hố này? Ủa bên dưới không có gì hết anh? Trời ơi hấp dẫn vậy. Ủa gì vậy? Sao bên dưới có con Dango vậy? Đây có Dango luôn ở trong cái hòm á. À, ủa trong cái hòm có Dango hả? Đâu em coi. Ai quýnh em vậy? À, rồi chết rồi. Ai vậy? Ai chơi mất dạy vậy? Hả? Sammy hai đã. Người đúng không? Xuống dưới đây đi. Thôi mọi người ơi, bây giờ chúng ta phải tìm cách để vượt qua map nè. Đừng có giỡn với nhau nữa, để mình xem coi ở trong đây có gì không nha. Ui, trong đây có trứng Dango với lại kẹo mút nè. Wow, à không, cái này là kẹo dẻo mới đúng. Kẹo xinh gum mới đúng. Đúng rồi, ok, để mình xem coi. Bây giờ, à, mình hiểu rồi. Sim Sam ơi, tôi hiểu lý do. Tôi hiểu cách để chúng ta gọi là vượt qua con map này rồi. À, bây giờ chúng ta sẽ làm như thế này nè. Mình sẽ để Dango ra, sau đó mình sẽ cho con Dango ăn kẹo nè. Đó, ăn thật là nhiều kẹo vô. Đó. Rồi, vậy là chúng ta có thể cưỡi được con Dango rồi nè, thấy chưa? Đó, chúng ta có thể nhảy tưng này, thấy không? Sau đó chúng ta sẽ nhảy qua bên, vượt qua cái gọi là những cái cây cầu này, chúng ta qua bên kia, hiểu không? Ôi ơi. Ok, bây giờ tôi sẽ đặt ra cho mọi người một con nha. Ok, nãy là có một con nè, con này là con thứ hai nè. Ăn kẹo đi. Ăn đi. Rồi ok, hai con. Rồi, dành cho hai người. Rồi, bây giờ là con này là của Phong nè. Rồi ok, bây giờ chúng ta cùng nhau vượt qua con map này nha. Đếm đi mọi người, chuẩn bị nha. Một, hai. Ủa là sao? Ông té luôn. Nó chạy nó cũng tiêu diệt. Ông té luôn bạn ơi. Trời ơi. Trời ơi, mọi người chưa nghe tôi nói gì hết mà đã nhảy rồi. Coi tôi nè, tôi hướng dẫn cho nè. Đầu tiên á là mình phải leo lên con Dango, thấy chưa? Sau chúng ta sẽ nhảy từng bước lên. Mọi người hãy nhìn tôi này nha, nhìn tôi mà làm nha. Chúng ta sẽ nhảy nè. Đầu tiên thì con Dango nó sẽ nhảy rất là thấp luôn. Chúng ta phải nhảy từng cái lên thì nó sẽ càng lúc càng cao hơn, mọi người thấy không? Đó. Càng lúc càng cao hơn nè, rồi chúng ta sẽ nhảy qua. Đó. Rồi, tôi qua được rồi nè, ghê không? Rồi bây giờ Sim với Sam qua đi. Rồi Sam vẫn té. Trời. Rồi xong. Sim té luôn bạn ơi. Thôi được rồi, coi tôi nè, tôi nhảy qua cho coi nè. Ok bạn ơi, thôi để cho Sim với Sam từ từ qua nha, còn Phong sẽ qua trước nha bạn. Ok. Đấy, nhảy qua nè. Đó, thấy không? Mình phải canh đúng thì nó mới nhảy qua được. Mấy bạn nữ này không biết gì hết trơn á. Ok, nhảy qua nè, đó. Rồi mấy bạn ơi, mình đã gần qua tới nơi nè. Trời ơi, cái con này đó nó nhảy khó cực kỳ luôn anh em. Từ nãy giờ mình mới nhảy được có một chút à, chưa nhảy qua được hết cái chỗ này nữa. Ok, lần tiếp theo nè. Yeah. Ok, rồi, qua được rồi nè. Tiếp nha. Từng rồi bay qua. Yeah, ok, rồi tiếp nè. 1 2 3 qua luôn. Yeah, ok bạn ơi. Phong đã qua được tới nơi nè. Quá giỏi luôn bạn ơi. Mấy bạn thấy Phong giỏi không? Bạn nào thấy Phong giỏi thì nhớ để lại một like cho Phong nha. Cảm ơn các bạn rất là nhiều luôn. Ok, cảm ơn Dango đã giúp cho tao qua bên đây nha. Rồi Sam ơi, Sam có qua được không? Không qua được hả? Ôi nè, tôi chỉ nè, nếu như mà Sam không qua được á thì Sam chỉ cần ăn kẹo xin gum này vào thì Sam có thể bay được lên trời và Sam bay qua đây, hiểu không? Được mà. Được, ăn đi. Đó, thấy không? Bay nè bạn ơi. Thôi cố lên.
sắp qua tới nơi rồi đó, hiểu không? Đó, chỉ cần ăn kẹo của Dango vô thôi là chúng ta có thể bay được nha. Nè, qua bay qua tới nơi luôn rồi nè, ghê chưa? Trời ơi, kiểu này nhanh hơn ông bắt tôi kỳ kỳ con Dango vậy, tôi té quá trời luôn nè. Ok ok, rồi còn dịch đâu rồi? Ủa, dịch còn bên dưới hả? Cố lên dịch ơi. Anh làm bảo tư nè. Dịch ơi đẹp quá. Trời ơi các bạn ơi, đây là lần đầu tiên mình thấy một con dịch biết bắt cua anh em. Bắt cua nãy giờ chưa lên tới nơi nữa. Bắt bay lên là. Ở thân chứ không? Ủa anh dịch đâu rồi? Ê, nhìn nào. Thể hiện cho Phong coi nè. Nhìn nào. Cố lên. Nhìn nào. Qua đây anh, cố lên. Quá đơn giản, chẳng qua là giấu nghề Phong thôi chứ cái này anh qua phát một đó. Sao sao, chẳng qua anh có xin đi anh mới nhảy nhanh vậy thì có. Ê, hình như cái khúc này nó xa bình thường sao? À, khúc này nó xa hơn. Cố lên anh. Nhìn đây. Hey. Nhìn đây. Ôi, ghê, cũng qua được luôn nè. Ghê. Rồi ok, tiếp nào. Ôi, bên đây vẫn là cái hồ cá ăn thịt người nè mọi người. Wow. Ok, không sao. Hồ cá thịt người cũng dễ qua mà. Để chúng ta. Trời anh dịch ác quá vậy. Trời ơi, rồi xong. Rồi xong chết sim rồi. Rồi xong chết sim luôn. Đó, theo tặng của anh Hiệu hôm qua phát một nè. Anh dịch ác quá. Hoa xem ơi, tôi chỉ nè, hai đứa mình có cách để qua nè. Tôi cho sim một ít xin gom nè, đó. Ủa, chúng ta chỉ cần ăn xin gom, chúng ta bay qua thôi. Trời ơi, nhanh gọn lẹ. Liêu liêu mấy con cá. Đố mấy em bắt được anh. Đố mấy em bắt được anh. Liêu. Trời ơi. Rồi ok, qua tới nơi nè. Rồi tiếp theo gì đây? Ồ, tiếp theo là một cái lava. Ôi, trong đây vẫn có kẹo xin gom nè. À, mình hiểu rồi. Vậy map này là map bắt người ta ăn xin gom ngoài hả? Ừ anh, cái map này chính là cái map mà mình ăn xin gom đến khi nào mà mình béo ú luôn thôi anh. Ok, ăn xin gom bay qua lava thôi, có gì đâu. Ờ, bay qua nè. Đó. Ơ dịch, tính ra cái nhà tù màu hồng này coi nó dễ thương quá. Nó cứ bay không à. Ê, đóng cửa lại kia. Qua bên kia để cạnh dễ thương. Ôi trời, em thấy cái map này hết dễ thương anh. Ở đâu ra mấy con quái vật vậy? Thôi không xong rồi. Ok, từ đây em. Mọi người đấy em, để em xem coi trong đây có gì nha. Hello quái vật. Mày quái vật nè, quái vật nè. Bây giờ chúng ta lưu điểm hồi sinh, lưu điểm hồi sinh mọi người. Ê, đừng quýnh em vậy đây. Mày tao chưa lưu điểm hồi sinh mà dám quýnh tao mày. Quýnh ra. Đánh tao. Mày đánh đây. Lưu. Ok. Lưu điểm hồi sinh đây nè. Khô máu tao lưu rồi, mình chết. Mày chết rồi. Trời ơi mọi người coi nè, đến cái chỗ này á là chính là chỗ của mấy con quái vật gọi là màu hồng nè anh em. Trời ơi. Ồ, không, con này là con quái vật màu đen nhưng mà cái đầu của nó có cái mấy cái vạch vạch màu hồng kìa nè, thấy không? Ôi. À, cái gì hai bà chân vậy? Trời ơi, dịch đang cưỡi voi để giết người. Ok, để em sẽ chịu hồi voi luôn. Ok, hai bà chân. Bà chân Mr. Dịch với bà chân Phong Cận cưỡi voi để đánh giặc mấy bạn ơi. Chắc chân nhị không? Còn ở trong Mini World là có chân Dịch với lại chân Phong. Mày hả mày? Đó, rồi ok. Ôi, wow, giết được hết luôn. Con nói nè. Wow, mấy con quái vật yếu đuối này làm sao mà quýnh lại anh em mình được. Ôi, ok. Ôi, con gì đi? Ủa vậy cái gì mọi người hoảng sợ vậy? Bình tĩnh chứ. Quái vật nào bọn mình cũng giết được hết á, yên tâm. À, để em qua cầm coi. À, thôi em nghĩ lại, chúng ta về đi mọi người. Về đi. Xe thấy con này nó to quá à. Trời ơi, em có gì vậy? Từ, để em xem. Để em xem. Con gì trắng bóc vậy? Ui. Con này là cái đầu của Hello Kitty nè. Trời ơi. Cái đầu Hello Kitty. Trời ơi mọi người ơi. Tính ra là hồi nãy em tạo cánh cổng để đến với thế giới Hello Kitty, là thế giới dành cho con gái. Ai dè đâu nó đưa chúng ta đến nhà tù của Hello Kitty luôn, nhà tù màu hồng. Ủa sao? Con này cho Hello Kitty anh nhìn nó chuột Jerry like. Sao em thấy nó giống em anh, cái con chủ con của tuyết à. Gấu tuyết cái gì, gấu tuyết không thấy hả? Hello. Con Hello Kitty á là nó có Hello cái vàng. Mọi người Fanly. Ui nó quýnh dịch kìa. Trời ơi nó quýnh dịch kìa. À con này láo. Chắc là con này là đồng bọn của bà Granny nè anh em ơi. Chúng ta phải tiêu diệt bọn nó thôi. Dịch ơi, qua đây, tiêu diệt con quái vật Hello Kitty siêu to khổng lồ này đi anh. Mày hả mày? À mày tính quýnh tao gì? Không quýnh được tao đâu, liêu. Thôi, dừng lại, thôi. Dạ? Anh thực sự quan ngại về vấn đề cả team đang có mát thì có đứa nó bay kìa. Ok, để em giết đó. À mày lại đây, solo mày luôn mà mày không biết tên chùm Yasuo hả mày? À, rồi xong chết queo luôn. Solo là quái chân đó. Ây da, trời ơi mọi người ơi, con này nó khỏe quá, nó quýnh mình quá trời luôn. Anh em Hello Team hợp sức lại nào. Giết nó. Hợp sức chạy đi. Mày hả? Wow. Trời ơi, mọi người coi kìa, con khủng long nó đang cắn con Hello Kitty kìa mọi người. Wow, hay vậy. Đó, cắn đi. Cắn đi. Anh chạy cho khủng long cắn. Ồ, mọi người coi kìa, con khủng long đang cắn Hello Kitty kìa. Wow, hấp dẫn vậy. Wow, cắn đấy đi, cố lên khủng long. Ok, để xem coi. Rồi xong. Đẹp. Rồi. Ok, rồi để xem coi. Đấy. Đánh nhau đi. Trời. Wow. Ồ, hay vậy.
hay vậy. Ờ nhưng mà với ba đứng nhìn đi nữa. Nhưng mà chưa gì là em thấy tim mình chết nhiều hơn rồi nha. Mày hả? Hello Kitty này, này. Ừ, con này trâu quá. À. Ta sẽ giết mày. Ừ. Ây da, trời ơi, sao khủng long anh nó quýnh em luôn vậy? Gì vậy? Em đang chung khủng long của anh. Ây da, con khủng long của anh nó quýnh em nè. Chết rồi. Khủng long hả? Trời ơi, coi chừng em. Anh ơi, tha, em mày, còn mày. Nhỏ. Trời ơi, trời, em nói thiệt với anh luôn nha. Em chưa chết vì Hello Kitty mà em chết bởi vì con khủng long nó cắn em chết á. Tào lao thiệt chứ. Hey, ok bạn ơi, bọn mình đã giết được con quái vật đầu Hello Kitty siêu to khổng lồ rồi. Và mình còn có 5 máu thôi à. Trời ơi, xém nữa mình chết rồi anh em ơi. Hey, nhưng mà không sao. Mình nghĩ cái này chắc là trận comeback cuối cùng luôn rồi đó. Bởi vì con Hello Kitty nó đã chết rồi. Vậy là chúng ta đã tiêu diệt được con Hello Kitty. Và chúng ta đã vượt qua được nhà tù màu hồng rồi. Gì anh? Lùi ra hả? Đi ra. Bên đây hả? Ok, mở cửa ra. Cố lên mọi người ơi. Đào ra. Đào ra. À, chúng ta sắp được về nhà rồi. Ok, ra ngoài nào. Mình đã thấy được ánh mặt trời rồi. Rồi ok mọi người ơi, bây giờ chúng ta cùng nhau kiếm cánh cổng sau đó quay trở về làng Hero Team thôi nào. Rồi ok anh em ơi, thì hôm nay nè mình và Hero Team đã cùng nhau vượt qua được cái map nhà tù màu hồng của Hello Kitty siêu kinh dị các bạn ơi. Và bọn mình đã giành được chiến thắng, bọn mình đã vượt được ngục rồi nè. Đó, ghê chưa. Còn bây giờ bọn mình phải quay trở về với làng Hero Team đây. Tạm biệt anh em nha và hẹn gặp lại anh em ở những video lần sau nha. Và nếu như mọi người thích video này á thì đừng quên là hãy để lại cho mình một like nè, một share nè và nhớ vào nút subscribe đăng ký hộ cho kênh YouTube của mình. Và đừng quên là qua bên kênh YouTube của các thành viên của Hero Team đăng ký hộ cho mọi người nữa nha anh em. Còn bây giờ thì mình nghĩ rằng mình sẽ phải quay trở về làng Hero Team đây. Bye bye, hẹn gặp lại anh em ở những video lần sau nha. Bye bye, yêu anh em vãi nồi, tạm biệt.